vi mạch CDP 6402 như chúng ta đã thấy cái tín hiệu vào ở cái chân này thì nó là cái một cái tín hiệu bình thường nhé một cái tín hiệu bình thường thì nó sẽ có như sau một cái tín hiệu bình thường ấy thì nó sẽ có start bit và stop bit đúng không thì khi mà vào cái cổng này ấy, thì đi qua đến cái đoạn này lên trên đây như các bạn thấy ở đây nó rẽ nhánh rất 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 nhiều này thì nó sẽ khi mà đi vào đây thì nó sẽ làm mất cái bit đầu và bit cuối khi mà cái ao già đây nó sẽ chỉ là những cái đoạn bit ví dụ đây là d0 d1 đó thì nó là một số những cái đoạn bit như thế này ví dụ đây một không một các thứ ví dụ d0 này đầu ra là bao nhiêu là một thì đây là một cái đoạn bit mà có start và stop bit khi mà đưa vào thì nó sẽ chia nhau ra thành những cái nhỏ 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 như thế này và chúng ta có thể điều khiển được nhiều thứ ở đây còn ngược lại ở trong cái vi mạch CP CDP 64202 này thì nó cũng có một cái điều ngược lại là chúng ta cho những cái bit vào và nó sẽ hợp nhất tất cả lại và nó trở thành và nó có thêm cái bit start và stop thì nó là ngược lại của cái cái bên này. Thì đây là một cái ứng dụng mà chúng ta có thể sẽ dùng